Zhu Shuguang, thủ lĩnh sinh viên biểu tình Hồng Kông, vào top 10 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014 do hãng thông tấn Pháp AFP bầu chọn. Tổng thống Nga Vladimir Putin giữ vị trí thứ nhất trong danh sách. Zhu Shuguang sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996 tại Hồng Kông. Chịu ảnh hưởng của bố mẹ từ nhỏ, cậu đã thích tham gia các hoạt động xã hội. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, Zhu Shuguang cùng một số học sinh trung học khác thành lập phong trào học dân tư triều. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Bắc Kinh cho rằng phong trào Scholarim của Zhu Shuguang được nước ngoài đặc biệt chú ý chỉ vì nó được thành lập bởi một nhóm các thanh niên thế hệ hậu 9X. Tờ này cũng cho biết Wang, thủ lĩnh của nhóm này, nhiệt tình, có tư duy tốt, nói năng lưu loát, không thua gì một chính khách. Danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014 được khoảng 380 nhà báo tham gia bầu chọn, trong đó Vladimir Putin đứng đầu bảng xếp hạng những người quan trọng và có ảnh hưởng nhất năm 2014. Theo bảng xếp hạng này, những người có sức ảnh hưởng nhất năm 2014 còn có giáo hoàng Francis, chủ nhân giải Nobel Hòa Bình, cô bé 17 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai, ông bà Diane và John, cha mẹ của nhà báo Mỹ bị tổ chức Hồi giáo IS hành quyết, James Foley.